chúng ta đừng nhìn vào những người dân, các của dân với số tiền lớn nhưng mà họ không nộp phần 10 thì đây là một điều bất thường. Hãy cẩn thận vì động cơ dân đó không đúng đắn, luôn luôn là phải căn bản về một phần 10. Một phần 10 sẽ là một bậc thang để xây lên nhiều bậc thang khác. Nếu Chúa không có thánh giống trong một đêm là sẽ trở nên to lớn. Chúa sẽ làm việc phi thường căn cứ trên những người bình thường. Amen. 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 Cho nên là hội thánh của Chúa, chúng ta đừng bao giờ nhắm vào những siêu nhân. Chúng ta sẽ mất họ và để lại một đám ngổn ngang ở trong cuộc thánh. Với tư cách là người lãnh đạo, tôi không có bao giờ gọi là tạo điều kiện cho các đại gia để làm những việc gọi là phi. Lý do không phải tôi không tôn trọng, nhưng tôi không muốn phá cái nền của hội thánh Chúa. Vì tâm lý con cái Chúa rất thích giữ những gì đó mà không mất gì cả. Và đây là một cái điều tệ hại nhất của hội thánh Chúa. Tôi luôn luôn khích lệ từ những người thấp nhất cho đến những người cao nhất đều có ý thức là phải dân. Vì đó là cơ hội để họ được phước. Amen. 5.000 cũng được, thì tôi muốn nhìn thấy họ dân. Và là người lãnh đạo, tôi luôn quan tâm những người lủi đường, xin lỗi, bị lủi ở dọc đường. Tôi hỗ trợ. Vì thưa quý vị, thưa Chúa, tôi từ ở tầng đó bay ra. Tôi rất tôn trọng những đại gia, nhưng mà những đại gia đó phải đi theo quy luật. Ở trong chức vụ tôi có những đại gia đến với chúng tôi, họ không từ hội thánh chúng tôi mà họ là đại gia của những hội thánh khác, và khi họ thấy hội thánh chúng tôi được phước và họ muốn đến để dự phần. Trong ngày Giáng sinh họ nói, cô, em sẽ lo vấn đề xe cho mọi anh em đều có thể đi được vào trong cái chương trình Giáng sinh tổ chức trong thành phố mà quý vị đã thấy những sự kiện. Em sẽ lo hết xe cho nó không. Cảm ơn anh và chị. Thì tôi không muốn anh em trở nên thụ động. Tôi kêu gọi mỗi người tiêu chuẩn làm như vậy. Những người nào kém có bao nhiêu nhân bao nhiêu. Và tôi cũng không trích quỹ để bù, tôi sẽ bù. Tôi muốn ở trong một tháng tôi có một cái hệ ý thức là chúng ta bắt đầu tập dần. Có thể những cái bước đi đầu tiên chập chững nó hơi khó, thì chúng ta dìu họ đi, và sau này họ sẽ có những cái vũ điệu rất là tuyệt vời cho chúng. Họ sẽ là những con người mà đem đến sự ngạc nhiên cho hội thánh và chúng. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, thưa Chúa, có những gia đình người chồng có cái phiếu bảo hiểm về tính mạng, trong lúc suy sụp họ ở trong con đường bế tắc, người chồng nghĩ cách là sẽ lao đầu vào xe để chết, sau đó thì vợ con sẽ nhận cái tiền bảo hiểm của ngân hàng trả. Cảm ơn Chúa, từ cái chỗ đó họ được nghe về Thiên Lang, họ đến. Trong những bước khó khăn tập tành để dâng cho Chúa, nay họ không phải là nạn nhân để leo, để lao đầu vào xe hơi, nhưng mà họ ngồi trên xe hơi. Amen. Chúng ta có thể vỗ tay đi. Cho nên là bác sĩ có những cái ung nhỏ chúng ta phải dạn dĩ để mổ. Mổ phải để trả thù, nhưng mà mổ bởi vì sẽ được làm. Amen. Và nếu chúng ta chỉ dùng những cái lời nói hay chúng ta dùng cái biện pháp là ai đó để chuẩn cho họ,
thì họ luôn luôn là người bị bại liệt nồng chỗ. Hội thánh tôi không thích có ăn mặn. Tôi có những cái chỉ tiêu. Đầu tiên là xóa nạn ăn cướp phần vườn. Nhà nước là xóa nạn mù chữ, tôi xóa nạn ăn cướp. Thứ hai, nâng phần dân trí lên trong ý thức để dân. Họ lên từng bước. Chúng ta có gì cho họ? Tôi có những bài học ở trong cuộc đời của mình. Và tôi thấy từng bước sự vinh quang Chúa ở trong tôi. Cho nên tôi lấy bài học của cuộc đời mình để giảng chi. Về cái nguồn gốc của Hội Thánh tôi, thì tôi không phải là người khai sinh ra họ. Tôi chỉ là người kế thừa. Hội Thánh tôi đầu tiên, tôi được sinh ra và lớn lên, đó là Hội Thánh Bercy. Và sau đó người lãnh đạo tôi đi nước ngoài và tôi được kế thừa. Rồi một Hội Thánh kế tiếp là Hội Thánh Agape, là của một đệ tử Chúa mà mục sư Catholic, mục sư Bình Việt, đó là cô Phương Thả, vợ mục sư Nguyễn Tuấn Hồn. Sáng nay mục sư đang nhắc đến ông bà bàn giao Hội Thánh cho tôi. Và một Hội Thánh thứ ba đó là Hội Thánh Barnaba, là Hội Thánh thành viên của Berlin, anh là Việt Kiều Mỹ, và được Chúa kêu gọi về trong một tháng thành lập được một Hội Thánh. Anh ở suốt ở trong nhà chỉ có tiếng anh cầu nguyện, và Chúa đưa người đến để làm chứng, và sau đó ra được một Hội Thánh. Thì cái chỉ tiêu Hội Thánh lúc bây giờ là khoảng 25 đến 30 người là được Hội Thánh. Thì sau khi anh rời khỏi Việt Nam thì bàn giao lại. Ba Hội Thánh đều không do từ nơi tôi khai sinh, nhưng mà Chúa đã phó họ vào tay của tôi. Đặc biệt là Hội Thánh AGP là Hội Thánh mà chiên được cư như chứng mỏng. Đến tôi cho ăn đồ ăn cứng, chịu không nổi. Thì có những người phát biểu tại con ghẹ này, không thương. Nhưng bây giờ thì họ nghĩ là và họ rất thương rồi. Hội Thánh luôn có đại gia để thông cân, anh em không phải đóng tiền chữ. Nó trở thành cái nếp. Đến khi kêu gọi rất khó. Và tôi đã nói với quý vị nghe buổi sáng, tôi luôn làm cách mạng để hủy đi những cái việc tiêu cực. Cách mạng đầu tiên là không còn quà cáp gì cuối năm. Rồi rất khó. Ban trị sự ném đá tôi luôn. Cảm ơn Chúa, ở trong những người ném đá có những người đứng ở trên tôi. Và người này lại có ảnh hưởng trong cái dàn ban trị sự đó. Cho nên tôi muốn nói với quý vị, có đôi lúc chúng ta đừng dạy chiên trực tiếp mà để chiên dạy chiên. Đó là nghệ thuật của lãnh đạo. Nhớ là chọn chiên trưởng thành, chiên có ý thức để dạy chiên. Trong cái cuộc cách mạng đó, họ tin đoán là mình chia sẻ đi. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta làm đúng và chúng ta dạy cho chiên là điều mà Ngài muốn họ làm, thì chính Ngài giữ họ. Amen. Thế nên đừng có sợ mất chiên. Có điều là trong buổi trưa nay thì anh thì chồng của cô Phượng có nói đùa là người chăn nó cầm cây gậy, chiên nó thấy cây gậy nó sợ. Thật sự thì tôi có một cái suy nghĩ, tôi sẽ luật pháp với những người biết luật pháp. Còn chim mới tôi rất là dễ thương với chim. Thì nếu mình mang gậy là nó trốn hết rồi. Thế nên tùy theo đối tượng. Nếu là người đã được dạy dỗ, là người trưởng thành, những người có thể ăn đồ cứng, tôi sẽ cho ăn đồ cứng. Còn với chim thì tôi sẽ giúp họ, nâng đỡ họ và chỉ cho họ đi. Nhưng mà tôi không bao giờ ẵm một con chiên nào hết. Tôi không bao giờ ẵm lâu. 3 tháng đến 6 tháng là chiên phải đi. Chiên không đi ngồi đó. Tôi không ẵm lâu. Tôi muốn người đó kinh nghiệm Chúa chứ không phải kinh nghiệm tôi. Tôi muốn người đó phải thật sự rờ và chạm được Chúa. Amen. Người đó phải nói rằng Chúa có thật. Amen.
Thì đó là những cái bước mà người đó sẽ đứng vững trong ngày Chúa. Amen. Nếu chúng ta cứ bồng ngắm, chúng ta cứ tiếp trợ, chúng ta cứ vỗ về, chúng ta cứ sợ họ, chúng ta sẽ mất họ. Amen. Và các cụ chân làm cái bước cao sau khi đã trung thành, trung tín một phần nhiều. Tôi còn nhớ đến câu chuyện của một sư lâm nói, ông tập tạ nhìn người ta bác tạ 20-30, thầy nhà mình cũng rất là nhiệt thành để bước vào. Một lần 20 kg, lần sau cũng đến được mệt quá sức. Cho nên nếu như mà thầy mình mà từ 5 cho đến 10 tạ, 10 kg trở lên từ từng tập thì có thể lên được. Cho nên là các cụ dân nó có một quá trình người đó trung tiến phần mười, và sau đó mình sẽ nâng cấp họ để thách thức cho họ bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa để các cụ dân. Tôi có một sự thay đổi lớn ở trong lĩnh vực này. Trong những năm trước tôi được dạy là dân hiến chứ không còn phần mười, và cái giờ nhóm chúng ta có cái phần tiền dân đi gọi là lạc hiến. Thì bây giờ tôi chỉ có tập trung vào cái dân hiến nhiều hơn. Tôi lạc hiến, tôi nghĩ là Chúa không ban phước nhiều. Ban phước là mình trung tín với Chúa, một mình dân hiến là được phước. Nhưng thật sự ra cái sự hiểu đó nó bị lệch lạc. Ngay từ đầu tôi cũng nói với quý đại diện Chúa là chúng ta không thể nói một phần mười là dân được mà nó là nộp. Còn dân hiến mới đúng nghĩa là các của mình. Tôi được một sự dạy dỗ lớn trong hai quyển sách. Quyển sách đầu tiên đó là sự khác biệt giữa phần mười và các cụ dân. Trong quyển sách đó hướng dẫn cách cụ thể phân biệt phần mười và các cụ dân hoàn toàn khác. Và quyển sách thứ hai đó là Thể Bản Gieo. Xin lỗi, lấy có một người tử Chúa đến hỏi tôi về quyển sách Thể Bản Gieo của một tác giả nào đó, tôi không biết. Thì có lời khuyên là không nộp phần mười nhưng mà để gieo sẽ được phước, và họ nói là đó là nguồn phước, thì tôi nói đó là sai, hoàn toàn không đúng. Như vậy chúng ta sẽ trở lại Kinh Thánh ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8. Xin quý đại Chúa cùng tôi để chúng ta bước vào lãnh vực Ma-la-chi đoạn 3 câu 8. Tôi xin đọc và quý vị sẽ theo dõi. Đừng ăn trộm Đức Chúa Trời. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói, chúng con có ăn trộm Chúa đâu. Các con đã ăn trộm một phần mười và tế lễ phải dâng. Một phần mười và tế lễ phải dâng. Ở trong mạch văn cũ là các của dân. Giờ chúng ta thấy nó có hai lĩnh vực khác nhau. Chúng ta nộp phần mười, chúng ta sẽ có một cái sự bảo vệ từ với Chúa. Chúa nói chúng ta là khá cái điều này để chúng ta. Nếu các ngươi nộp phần mười thì ta sẽ bị cớ các ngươi để ngăn cấm kẻ canh nô. Có nghĩa là chúng ta có một sự bảo vệ khi chúng ta nộp phần mười. Chúa nói là ta sẽ bảo vệ. Kẻ khách nốt đó là gì? Có thể là tai nạn, bệnh tật, có những cái chuyện mà nó tự đội nó đi ra khỏi nhà mình một cách vô cớ. Giống như người đàn bà mà có 10 con heo, khóa thế nào thì khóa rồi nó cũng bay luôn. Đó là cái thứ hai là Chúa nói là vì cớ điều này ta sẽ giữ để trái các ngươi không rụng trước mùa. Có nghĩa là có những cái kế hoạch về kinh doanh hay bất cứ kế hoạch nào trong lĩnh vực tài chính của Chúa sẽ trái, sẽ không bị dứt trước mùa. Có nghĩa là kế hoạch đã được bảo vệ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi kinh nghiệm nhiều con cái Chúa không nộp phần mười thì họ có một kế hoạch tưởng chừng như là 100%, nhưng mà cái giây phút cuối cùng kế hoạch đó bị vỡ. Vì sao vậy?
thì chúng ta vi phạm luật của Chúa. Cho nên Chúa không có cái pháp lý này không thể bảo vệ. Và kẻ cướp luôn luôn 24/24 không bao giờ có thể ngừng việc. Chúng ta ngừng nghỉ cái cướp nó không bao giờ ngừng. Amen ạ. Cho nên Chúa không trừng phạt. Nhưng khi chúng ta vi phạm luật thì kẻ bên cạnh thi hành luật thôi. Amen. Sẵn sàng. Quý vị hiểu được không ạ? Amen. Ma quỷ nó sẽ đem những cái điều ngụy giả đến với chúng ta. Chúa không bảo vệ để chúng ta vi phạm. Cho nên điều quan trọng là chúng ta cần phải làm để chúng ta ở trong sự bảo vệ. Amen. Dân Israel 40 năm trong đồng vắng, họ kinh nghiệm về trụ mây và trụ lửa. Ban ngày trụ mây sẽ giữ họ không bị nắng cháy. Ban đêm trụ mây, trụ lửa giữ họ để không có thú dữ. Như vậy thì nếu như không ở trong trụ mây, đi ra ngoài thì sao ạ? Nắng hạn. Vì nắng hạn nó luôn luôn có, nhưng mà người ta được che phủ bởi trụ mây đó, sự vinh hiển của Chúa. Cho nên nếu chúng ta không làm theo lời của Chúa, chúng ta đang tắc tẻ để đi ra ngoài thì sao ạ? Tai nạn. Nếu chúng ta hình dung ra luật đi bắt đi đường bây giờ ngày thế này, đèn đỏ là phải dừng lại, nhưng mà chúng ta nhiều khi nhìn qua nhìn lại không thấy gì cả. Chúng ta tới có một em đi ngang qua sớt tới luôn, có mà có. Cho nên luật đi đường trước hết là bảo vệ chính mình. Nếu chúng ta tuân thủ thì chúng ta được an toàn. Ngoài trừ những trường hợp đột xuất tôi không nói, nhưng mà đa số khi một người áp dụng luật đi đường một cách đúng đắn thì luôn luôn người đó có một sự an toàn. Còn nếu chúng ta vi phạm trước khi công an phạm thì có một em đến, nó là tai nạn xảy ra. Thì vấn đề luật của Chúa cũng vậy. Chúng ta vì cớ điều này Ngài sẽ ngăn cấm kẻ cắn nuốt, vì cớ điều này Ngài sẽ khiến cho trái không đủ trước mùa. Nhưng nếu chúng ta không làm điều này, trái sẽ đủ trước mùa, cái kế hoạch chúng ta sẽ không bao giờ đạt được. Và kẻ bất hợp pháp đó là ma quỷ có quyền tấn công vào tài sản và tính mạng của chúng ta. Amen quý vị. Amen. Thế nên chúng ta phải nhớ điều này. Thế nên Chúa nói là 1/10 và các của dân thì mới có vấn đề kế tiếp, đó là mở các cửa sổ. Quý vị có bao nhiêu của dân thì có bấy nhiêu cửa sổ trên thiên đàng. Amen. Chúng ta không dân có nghĩa là không gieo thì sẽ không có cửa nào mở. Chỉ có một cửa ân điển Chúa, nhân từ của Chúa. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự bảo đảm, nhưng mà không bao giờ quý vị có thể kinh nghiệm sự đột phá tài sản được nếu quý vị không qua ngưỡng cửa các của dân. Tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời trong chức vụ tôi 19 năm. Nếu chỉ tuân thủ 1/10 là nó cứ bình bình, không thiếu không đủ, nhưng mà không đột phá được. Tất cả nó đều là nằm ở trong lĩnh vực là phải tiết kiệm, phải tính toán để coi như. Nhưng mà có những lãnh vực mà trong của dân mà cái Chúa Trời cảm động ngay lúc bây giờ quý vị hành động thì đó là bước đột phá sẽ đến. Amen. Bởi vì chúng tôi kinh nghiệm. Cho nên quý vị cho Chúa nhớ rằng chúng ta có hai lĩnh vực, 1/10 là các của dân. Và chúng ta nhìn lên trên màn hình chúng ta thấy. Vậy thì chất kiến là gì? Nó có nghĩa là ngoài 1/10. Phần dân này đôi lúc nó sẽ còn nhiều hơn 1/10. Và phần dân này là hoàn toàn vào sự cảm động. Chỗ này mới là chỗ cảm động này. Còn cái 1/10 không cảm động đâu nha. 1/10 là khỏi bàn, là phải nộp thôi. Nhưng về phần dân đó là một sự cảm động, sự thôi thúc từ nơi Chúa để chúng ta dân. Và phần dân này quý vị có thể dân bất cứ nơi nào khi Chúa muốn quý vị gieo. Nó không bị khống chế về không gian và thời gian. Không có nghĩa là phải ở trong hội thánh của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể làm bất cứ nơi nào khi Chúa muốn chúng ta dân. Amen quý vị. Nếu không có sự hiểu biết này, chúng ta cũng dễ đôi lúc
bị mắc vào cái chỗ là chúng ta nghĩ rằng Chúa tại sao không dâng cho hội thánh, nhưng thật sự là Chúa có kế hoạch cả. Chúng ta hãy làm phần của chúng ta và Chúa sẽ làm phần của mình. Amen. Amen à. Amen. Thế nên quý vị nhớ là phần 10 là phải vào kho địa phương, nhưng mà dân hiến linh động bất cứ nơi nào Chúa cảm động chúng ta dân, chúng ta hãy dân. Tại vì đó là lúc mà Chúa phóng thích tài sản cho chúng ta. Amen. Dạ. Như vậy chúng ta thấy phần 10 là luật và được ấn định nơi nó. Con, ông đừng đi nhanh quá không? Xuống cái chỗ số 1. Số 1 nhỏ là sự khác biệt giữa phần 10 và các buổi dân. Số 2 là phần 10. Số 2 là phần 10. Đi nữa không? Đi nữa. Đi nữa. Nó đang nằm trong hai La Mã chứ? Vâng. Cái chỗ mà phần 10 là luật của Đức Chúa Trời, thứ hai là được ấn định nơi nó. Hai là phần 10 là đúng không? Đây là đúng rồi. Hai là mã. Dạ. Đúng rồi. Chúng ta thấy sự khác biệt giữa phần 10 và các của nhân. Phần 10 là luật của Đức Chúa Trời, phần 10 được ấn định nơi nó. Ở trong bản, trong bài của quý vị có là thứ ba, các của dân là tự nguyện vui lòng và không giới hạn mức dân và nơi chỗ. Hai điều này khác nhau. Rồi bây giờ ta qua ba La Mã, đó là luật gieo và gặt. Luật gieo và gặt có một cái chân tự, và Chúa nói trong lời của Chúa là khi còn có mặt trời, khi còn có trái đất này, thì mùa gieo cũng như mùa gặt không bao giờ, nó là vô tận. Và thưa quý đại thưa Chúa, luật gieo và gặt nó không chỉ là ở trong cái luật thiên nhiên, nhưng mà nó cũng là luật của đạo đức. Gieo gió là sao ạ? Gặt bão. Gặt bão. Gieo gì? Gặt này. Luật của Chúa là chúng ta gieo bất cứ điều gì chúng ta sẽ gặt y như đó. Có một câu chuyện của một cái bộ tộc. Một ngày đẹp trời, ông bộ tộc trưởng săn được một con thú bé, và ông muốn sẽ thiết đãi ở trong cái làng đó. Và ông chỉ có một cái yêu cầu nhỏ là mỗi người khi đi đến dự tiệc thì cầm theo một chai rượu và đổ vô trong cái thùng lớn, chung lớn á, để mọi người cùng dự tiệc. Thì không ai bảo ai, đều có một tư duy rằng nếu trong làng, tức là thí dụ là 100 người mà mình chỉ mang một chai nước lạnh thì đâu ăn thua gì, 99 chai kia thì cái nước lạnh của mình nó hòa vào, đâu ai biết. Mà không ai bảo ai cả, tất cả đều mang nước lạnh đổ vào cái chung đó. Đến khi mà hồi dự tiệc, không, ông thủ trưởng, ông nghe tất cả ta nâng ly, ông biết là nước lạnh, tất cả uống mà ngọng không nói một tiếng nào. Vì sao vậy? Gieo gì gặt đấy, đổ nước lạnh thì uống nước lạnh thôi. Ta thấy mà. Rồi một câu chuyện nữa là nhà vua thử kêu mọi người dân ở gần kinh đô vào trong thành để làm một công việc cho vua, đó là làm một cái hồ cho vua, và họ phải múc đất, người thì mang thùng, người thì mang nê, nói chung là mỗi người nó có một cái gọi là dụng cụ khác nhau để vào. Đến cuối ngày vua mới mời mọi người đến, và có thái giám đứng ở đó quản kho của vua. Ở đây là ngày hôm nay ai là người mang đi cái gì để vào đây múc đất, đưa cho hoàng quan thấy, thái giám thấy, và thái giám nhìn. Sau đó vua nói là ta sẽ quyết định mọi người sẽ vào trong kho của ta để xúc vàng in xúc đất,
Chúng ta ôi trời ơi, thế này mà biết là mang cả thùng to lên mà đi mà hút đó. Bảo là tư duy là vào cung vua làm thì làm gì nhưng mang cái đồ hút cho nó nhiều nặng. Mình kiếm cái nhỏ nhất để mình xúc cho nó khỏe. Thì lúc về cũng thế thôi, nhưng mà bởi vì xúc vàng nên nó thấy tiếc quá. Phải chứ mình mang cả cái khúng to lên mình đi xúc, bữa nay là xúc cả khúng vàng về rồi. Cho nên là đeo gì thì sẽ gặp đấy, đó là luật của Chúa. Amen à. Amen. Ước ao là chúng ta cũng sẽ không bao giờ mang nước lạnh đến nhà Chúa nha. Yeah. À, đó là câu chuyện để chúng ta thấy vui. Như vậy chúng ta thấy ở trong lời của Chúa, chúng ta biết ở trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời Ngài làm việc có kỳ, có kỳ với em sẽ có kỳ đặc. Amen. Và mỗi người sẽ gặt giống mình đã gieo. Tôi còn nhớ lời của một một sư tổng có nhiều ông Trần Á. Ông nói trong quá khứ không biết Chúa gieo nhiều quả, bây giờ bắt đầu có Chúa thì gieo nhiều tốt. Lúc đó tôi đang học lớp Lucy, ông nói mình không có Chúa, mình không biết, mình gieo tầm bậy, bây giờ mình gieo cho nó đúng. Chúng ta gặt đúng. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa giúp cho tôi và anh chị em chúng ta ý thức điều này. Rồi, ở trong Ô-xê đoạn 10 câu 12 chẳng hạn, Chúa cho chúng ta biết là gieo trong sự công bình thì sẽ gặt được sự nhân từ. Ở trong Ô-xê đoạn 10 câu 13, cây sự gian ác thì sẽ gặt sự gian ác. Và trong cái Thiên Thứ 112 câu 9 thì nói là người bãi tiền tài bố thí kẻ thiếu thốn thì sẽ gặp lấy sự chúc phước thì là được. Và Chúa nói rằng nếu chúng ta cho người nghèo vay mượn tức là đang cho Chúa mình. Và tôi thưa với quý vị, cho Chúa một vay, Chúa cho chúng ta cho Chúa vay lãi kinh khủng. Amen. Tôi thích cho Chúa vay hơn là cho người đời vay. Amen. Tại vì cho người đời vay là mất luôn. Amen à. Amen. Thưa quý vị đó, ngoài đời khó có thể mà tôi có thể làm được gì, nhưng khi có Chúa tôi sẵn sàng, bởi vì tôi biết là chắc chắn sẽ được Chúa. Amen. Dạ. Và Chúa luôn luôn cho chúng ta kết quả. Cảm ơn Chúa xong rồi mình được. Khi chúng ta lắp đầy cho một ai đó thì Chúa sẽ lắp lại đầy. Đó là trong sách Luca. Và Chúa cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không đi theo quy luật này, có nghĩa là không gieo thì sẽ không gặp. Có lúc chúng ta sẽ nghe những lời làm chứng đầy thuyết phục, đầy một cái sự năng động trong quyền năng khác lên của Chúa. Chúng ta nghĩ ôi sao tôi không được như vậy. Nhưng thực chất thì chúng ta không gieo thì chúng ta không thể nào gặp. Nó là một quá trình người đó đã gieo, và bây giờ thì Chúa làm việc trong kỳ của Chúa là đến mùa nào. Luôn luôn có kỳ gieo và có mùa nào. Amen. Chúa không bao giờ mà người gieo mà không có mùa nào. Nó giống như những người nông dân, nếu mà chỉ gieo mà không gặp có lẽ họ sẽ không gieo. Amen à. Cho nên họ biết chắc một điều rằng gieo sẽ gặp, nhưng mà cái kết quả của gặp nó tùy thuộc. Amen à. Amen. Chúng ta nhớ đừng có bao giờ nghĩ bỏ con tép lấy con cá. Chúa không làm vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng dân cho Chúa ít thôi thì Chúa sẽ cho nhiều. Chúng ta khi dân hãy dân hết lòng. Amen. Và khi chúng ta nhận, chúng ta hết sức để nhận. Amen. Đúng không? Một bên là hết lòng thì sẽ hết sức. Và nếu chúng ta nửa vời thì chúng ta cũng sẽ nhận nửa vời. Amen. Đó, Chúa cho chúng ta biết luật của Chúa rất rõ ràng. Amen. Chúa ban phước không có sự nhầm lẫn. Chúng ta dễ có sự nhầm lẫn, nhưng mà Đức Chúa Trời không hề nhầm lẫn. Dạ. Chúng ta đi tiếp.